Ồ, quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mình xin chia sẻ một cái mô hình nuôi dê ở trang trại tại gia đình nhà mình. Thì đây là một cái chuồng, các bạn nhìn thấy là đây là bờ lô, đây là lưới bắt cáo, đây là máng bằng tôn để cho dê ăn. Một cái thể tích như này là chiều dài khoảng tầm 5 mét, và chiều rộng khoảng 2 mét rưỡi. Và các bạn làm sàn gỗ như thế này, mắt thưa như này. Và đây là gia đình nhà dê. Đấy, đây các bạn nhìn thấy dê thì các bạn làm chiều từ 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 sàn lên đến cái đây là khoảng tầm 20 phân để các bạn tiện cào phân ra. Dê là nó rơi phân và rơi lông rất nhiều. Các bạn có thể thấy là đây là những chú dê, những con dê dê đực, rồi những con dê mái. Thì đây là những con đấy, các bạn làm sàn như thế này, dê nó sẽ đây như đây là những con dê trưởng thành đó. Đây là con dê con. Các bạn thân mến, các bạn có thể liên hệ cho bên cơ sở trại dê của mình và anh em nhà mình 01 63 53 05982. Các bạn có thể làm cái chuồng theo cái mô hình như thế này. Nếu mà các bạn hàn sắt xong như này là tuyệt vời, máng như thế này đó, máng sắt đây. Đó. Các bạn uốn nhẵn nhụi như thế này bắn vào. Đây là những con dê mà các bạn có thể thấy là chúng rất là thân thiện. Và sàn các bạn làm như thế này đó. Cái thanh gỗ cái sàn các bạn làm hình hộp, bề ngang khoảng 3 phân, bề dày khoảng 2 phân đó. Mà trên mái này các bạn làm tôn xốp chống nóng. Chuồng thì các bạn làm như thế này, chỉ cần thế thôi. Thì với cái nhu cầu bây giờ thì bên mình có cả sữa tươi dê. Nên các bạn có thể liên hệ để mình gửi qua hệ thống nhà xe chuyển phát tận nơi. Hoặc là dê giống, dê cà, dê đực, dê hậu bị, dê bánh tẻ đang chuẩn bị trưởng, chuẩn bị phối giống. Đây là con dê đực. Các bạn nhìn thấy rõ chưa? Đây là cỏ này. Đấy. Nhờ các bạn có nhu cầu mua tất cả những sản phẩm từ thịt dê, dê thịt hay là sữa dê hay là dê giống hay là dê dê cà hay là dê con, dê hậu bị, dê bố mẹ, các bạn có thể liên hệ cho bên cơ sở mình để được tư vấn trực tiếp và để đặt được những cái món hàng mà các bạn mong muốn. Các bạn thân mến, cái kênh của mình là chuyên về chim cu gáy và đà điểu và con dê tại địa phương thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Các bạn có thể lên tham quan và mua giống của bên mình. Cái số điện thoại của mình đăng ký Zalo cũng như là liên hệ là 01 63 53 05982. Các bạn hãy tìm đến một cái địa chỉ rất là tin cậy, rất là uy tín. Các bạn thấy là đây là trang trại của bên anh em chúng mình, là cỏ, là diện tích là 3 ha đó, trang trại. Các bạn có thấy là rất là đầy đủ về cái diện tích cũng như là cái mô hình mình xây dựng. Các bạn có thể đăng ký kênh của mình để tiếp tục đón nhận những cái video về cây giống và con giống. Hy vọng rằng ở tại miền núi Ba Vì, quê hương chúng tôi sẽ cung cấp được những cái cây giống, con giống đặc sản ở Ba Vì
và những cái màu sắc ở ba vì sẽ được nhân bản và được chia sẻ trên tất cả các anh em trên mọi miền Tổ quốc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin nhớ rằng hãy gọi 0163530982, 0163530982 để được chi tiết hơn. Đấy, chị nhúc con nào thì chị nhúc đi, anh nhúc con nào nhúc đi, không là về lại bảo không mình không được chọn. Loại này mua về thì quá yên tâm luôn, chỉ có ăn mà lớn, không có gì cả. Đấy, còn đấy, cứ tung cánh lùa. Mấy rồi? Sao đấy? Sao? Cái chị làm này là chắc ăn đồng đều. Đây này, con này. Con trong đấy. Đây này, con giữa này anh. Hai con đấy luôn, con giữa này chị. Đấy đấy. Kìa con, đấy con ngoài nhất đấy anh. Con đấy đẹp. Nói chung là đây, chị bắt tầm này thì kiểu gì tỷ lệ là 50-50. Chả đi đâu mà ấy được cả, thậm chí còn hơn. Hôm nay thả ra vãi rau rền đấy đó. Đây về có 2 tiếng rưỡi Hải Dương có cái gì đâu. 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng là xong. Đi xe này là quá yên tâm rồi. Mua cái loại này 15 cân giải cát rồi. Anh kiểm hàng đi. Anh vào anh tách đưa hai lửa ra anh đếm cho nó chắc ăn. Nên nó kiểm đi. Không kệ nó ngồi xuống kệ nó. Mình lên thì nó lại chạy dồn vào. Đúng rồi. Tầm này là chị chỉ có ăn và lớn thôi, không phải làm gì nữa đâu. Làm lưới liếc các cột trước, cẩn thận đừng để nó lao, nó ngã hay là nó vấp vào cái gì nó ấy khèo thôi. Tránh tiếng động, tiếng động sợ chạy loạn. Thảm ở đây thì đấy. Không, cát này là được. Còn cho em ba con nhỏ nữa. Dạ. Ba con nhỏ nữa anh ơi. Nhỏ để vào cái thùng xốp đi. Ba nhỏ ở cái ô ngoài này anh. Cái loại 5 cân đấy. Để vào hai cái thùng xốp, à một thùng xốp đã đủ. Để vào đấy là được. Không hay là ngăn ra nhỉ? Ngăn ra. Hả? Ngăn ra. Không nhỏ để thùng xốp được anh. To gấp đôi mà. Ngăn ra nhỉ. Anh có cái thùng nào to nó không nhảng qua là được mà. Thì là cái ấy này. Nó không nhảng qua thì bọn to nó không nhảng vào được mà nó không nhảng ra được. Đấy như này là không ra được đâu. Nhưng mà có cái gì đậy
lên. Đúng rồi. Bắt. Đây. Đây. Anh cứ ra bắt ba con đi. Có gì đâu mà lên. Tiến này tiến xe lên đi. Mệt à? Phản xạ của nó là ngồi xuống cũng là để tránh kẻ thù.